Cảm ơn quý vị đã chờ đợi và đón xem chương trình SBTN Washington DC. Kế tiếp, Quý Châu xin gửi đến quý vị câu chuyện hàng tháng giữa Trần Quang Duật và Đinh Hùng Cường về chủ đề Những điều chưa được kể, những trận đánh khó quên. Kính mời quý vị theo dõi. Tôi là Trần Quang Duật, xin kính chào quý khán giả, quý chiến hữu đến với câu chuyện hàng tháng của chúng tôi với chủ đề là những điều chưa được kể kính thưa quý vị. Tiết mục chính trong chủ đề ngày hôm nay là những trận đánh khó quên và hiện diện trong studio ngày hôm nay chúng tôi có mời ông quận thủ từ Đinh Hồng Cường đến để có những điều ông muốn biết về sự hoạt động của binh chủng thủy quân lục chiến năm 1972 tại Quảng Trị. Xin chào chiến hữu Đinh Hồng Cường. Dạ, xin chào chiến hữu và khán Duật. xin chào quý vị khán thính giả. À, trước khi bắt đầu câu chuyện tôi muốn xin anh Duật một điều như thế này Là đây là cái buổi chuyện mình trao đổi đó Thành thử ra xin là chúng ta nói chuyện với nhau bình thường Mình không có nên gọi là long trọng quá nó bớt đi cái thân thiện Anh thấy sao? Đúng, mình là những người lính thì nói ngay, nói thẳng, nó nói thật và vâng. Thành thử ra không khách sáo Chúng vâng. ta có thể vâng. bắt đầu thế anh thì Tôi định... xin thưa như thế này Là tôi biết anh là một uh, sĩ quan cao cấp ở trong uh, binh chủng chủ quân lục chiến Và tôi cũng hiểu như thế này là trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa những cái đơn vị yếu tố như là thủy quân lục chiến, nhảy dù, biệt động quân là những cái thành phần tổng trừ bị của quân lực. Vậy thì cái lực lượng tổng trừ bị của thủy quân lục chiến à, chiến hữu luật có thể cho cô bác à, biết trong cái chiến tranh Việt Nam đó cái nhiệm vụ của thủy quân lục chiến nó như thế nào có giống hay là khác những đơn vị tổng trừ bị khác không? Thưa anh Cường và thưa quý chiến hữu trên nguyên tắc nếu đúng nguyên tắc và lý thuyết đó, thì thủy quân lục chiến thì tôi có nhiệm vụ mở đầu cầu Tức là sau khi không quân anh tạc xong thì quân lục chiến mở đầu cầu Mở đầu cầu xong thì giao lại cho các đơn vị bộ binh Để đơn vị bộ binh làm việc đó và chúng tôi lại đi tiếp tục mở đầu cầu trận giết khác Nhưng tại Việt Nam họ xài lực lượng tổng chi một cách khác Thế nơi nào mà các lực lượng diện địa không kham nổi và không chịu nổi áp lực của Cộng sản Thì họ kêu thử quân lục chiến đến Và hồi đó chúng tôi nói chúng tôi là những đơn vị con ghẻ Tại là vì những cái chỗ mà khó khăn nhất thì không nhảy dầu, dù thì thủy quân lục chiến mà không thủy quân lục chiến và biệt động quân phải nhảy vô để đánh những trận như vậy thành thử ra nhiệm vụ chính của ba lực lượng tổng chỉ huy trước kia thì biệt động quân là tổng chỉ huy vùng nhưng về sau cũng trở thành tổng chỉ huy lãnh thổ có nhiệm vụ tìm và truy kích địch như anh đinh hồng cường như vậy thì có nghĩa là cái thủy quân lục chiến nó đã không có nói lên được cái nhiệm vụ của cái cái lực lượng theo tôi hiểu đó, là thủy quân lục chiến là chúng ta là những lực lượng đổ bộ nhưng mà trong chiến tranh Việt Nam vì là một cuộc chiến tranh không phải là trận địa chiến Do đó thủy quân lục chiến có một cái tên là thủy quân nhưng mà đánh nhau như nhưng là đơn vị những lực khác. lượng tổng chuẩn bị khác. Mà. Bởi vì như này tôi nói trên hiệu nghe một lần mà chúng tôi đi hành quân đó, có thể chúng tôi đụng trận mà có thể chúng tôi không đụng trận. Nhưng mà thủy quân lục chiến hay nhảy dù đó là nó khác ở chỗ này. Chỗ nào có trận rồi người ta mới đưa tới. Thành ra đó các các cái lực lượng tổng chuẩn bị có nghĩa là chỉ đi đánh nhau khi bước xuống là nổ súng còn những lực lượng khác thì có khi nổ có khi không nổ vì có những khi mình không tìm thấy địch vậy chúng tôi thì... có nói như thế này thưa anh cường là khi mà đoàn GMC chở quân đội chở à. anh em binh sĩ ra khỏi hậu cứ là chúng tôi có đụng rồi đúng vậy đó, chứ không phải là thế bây giờ về nói này trong cái chiến trận đó, một khi mà mình ra quân đó, nó khác cái khi mình thu quân nhất là thủ quân lục chiến là khi ra quân đó, thì là khí thế vì cái tình hình địch mình không có biết được có thể một tiểu đoàn chủ quân lục chiến xuống còn có thể gặp trung đoàn hay sư đoàn của của cộng quân thì cái trận chiến sau khi mà kết thúc đó thì cái gọi là cái 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 hậu quả nó vô cùng ghê gớm thì uh, chiến hữu thuật với những cái kinh nghiệm với cái đời sống bạn có thể chia sẻ những cái đó ở trong cái cuộc chiến nó như thế nào sau một mỗi một trận đánh không thì uh, thưa anh cường cũng như thưa quý chiến hữu là nói về chiến tranh ở Việt Nam nói về huy chương thì người ta nói huy chương có hai mặt thì chúng tôi là những cái cấp chỉ huy tương đối là trung bình thôi chứ không phải cao cấp của binh chủng nhưng mà sau mỗi trận đánh cái việc đầu tiên là chúng tôi cho sinh hoạt kiểm điểm cái trận đánh đó còn như thế nào và anh em binh sĩ có toàn quyền phê bình các cấp chỉ huy của mình thí dụ tôi làm đại đội trưởng thì họ có thể tại sao cái trận đánh đó ông đánh thế này ông đánh thế kia hay tại sao đại úy thế nào đại úy thế kia nhưng mà sau đó rồi sau khi anh em phê bình rồi thì chính bản thân của cá nhân chúng tôi nằm suy nghĩ mình đã làm cái gì đúng mình đã làm cái gì sai để cái số thiệt hại như vậy. Nhưng mà thưa anh Cường cũng như thưa quyến hữu mặc dầu là tham dự trong tất cả các trận đánh có nghĩa không có trận đánh lớn nhỏ nào ở Việt Nam mà tôi không có tham dự hết. Nhưng mà được cái may mắn là anh em mà tao gọi tôi là Cun cool Hen, anh anh Cường có hiểu Cun cool Hen không? Tức là mát tay. Tức là má tay. Má tay tức là không tức là anh có sát, đánh, sát quân anh, anh đánh trận mà, mà anh không sát quân. Không có số à, sát quân và vâng, đó. Thì đấy. tôi tôi nghĩ thế này, cái vấn đề mát tay đây á theo tôi hiểu đó là cái người điều động giỏi cái người mà điều động làm sao cho anh em binh sĩ họ không có bị gọi là thảm sát nhiều tức là luôn luôn đi thật mỏng dàn đội hình và bố trí hiểm trợ như vậy có phải tức là anh đã đã, đã điều quân rất là thận trọng chứ không phải anh mát tay là trong trời cho anh mát tay nói, mà, à, không nói như đâu? anh thì cũng đúng nhưng à. mà nó cũng cũng chưa được đầy đủ hết là cứ nghĩa theo như thế này ừ. là chiến thuật thì anh học Đà Lạt tôi học Thủ Đức cũng như nhau hết điều quân thì anh Đà Lạt anh Thủ Đức cũng như nhau hết ừ. nhưng mà có một yếu tố mà chúng tôi muốn đề cập tới tức là yếu tố may mắn trong cuộc chiến cái yếu tố này đã tạo cho chúng ta những chiến thắng mà ít bị tổn hại hơn là cái yếu tố về chiến thuật đó là yếu tôi yếu tố không may mắn. cái đó chiến tôi thấy như thế này là anh khiêm nhường là bởi vì trong cái trận đánh ở huế đó tôi đã nghe ông chúng ta phán ông ấy kể chuyện hồi đó ông ấy chỉ huy anh Tuật để đánh cái trận đó và ông ấy nói rằng anh là một cái người sĩ quan mà tạo cái gương can đảm mà người mỹ rằng người ta gọi là lead by example tức là anh đã anh đã đi qua cái con đường mà cái con đường tử địa đó ông Phán ông nói là không biết chết bao nhiêu người mà không qua được con đường đó ở ở Huế và 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 hồi đó tôi nhớ như thiếu úy mà đi qua con đường và kéo theo một cái toán thì cái chuyện mà mà mình đánh nó vấn đề không phải là 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 may mắn mà cái gương can đảm của mình mình tạo cái cái gọi là cái hăng say anh có nghĩ cái đó không thưa anh thì cái cái hăng say thì sĩ quan nào cũng hăng say hết à. tại vì tất cả nếu mà không hăng say thì mình không Mỹ nó bỏ mình từ năm 69 à. Mình đánh được nhưng mà nếu không có lòng hăng say và lòng quả cảm Thì mình không giữ được đến năm 75 Bây giờ Đấy. tôi hỏi anh một cái câu như thế này Cái chuyện mà anh nói là sau một trận đánh á Là mình tổng kết tình hình cái đó trên phương diện lý tưởng à. Nhưng đây là cái thực tế này Có những cái trận đâu phải mình bách chiến bách thắng đâu Mình, mình bị tổn thất Và tinh thần binh sĩ hoang mang và sự, mọi cái sự gọi là tiếp tế hay là điều động cái gì mình bị cô cô bị cô lập thì cái cảm nghĩ của cái người chỉ huy trong cái mặt trận vào lúc đó như thế nào thưa anh thì anh hỏi cái câu hỏi rất là rất là là khó trả lời tại vì nếu mà bị địch tràn ngập hoặc là bị chạy thì chắc chắn là ngày hôm nay tôi không có thể ngồi thưa chuyện cùng anh và thưa chuyện cùng quý chí hữu được thì phải nói rằng binh chủng chúng tôi đó đã, đã phòng thủ thì khó bị đánh thủng lắm nói thiệt rồi anh như vậy tại vì cái kế hoạch hỏa hiểm của chúng tôi đi rất là kỹ lưỡng tại vì chúng tôi hơn những các đơn vị khác là khi ra ngoài Huế chúng tôi có thể thất hàm đội yểm trợ trực tiếp tại vì thường thường là Marine Corps của Mỹ ngoài support cho Thủ quân đồng chiến Việt Nam chúng tôi ưu tiên hơn nhiều và khi cần fighter đến thì họ có liền thưa anh cường và thưa quý vị tôi có nhớ một cái trận có một ông sĩ quan không quân rất là giỏi mệnh danh là anh hùng diệt xe tăng của địch thì anh có thể vài sơ lược qua cái trận đánh đó và cái vai trò của cái ông uh, sĩ quan không quân tên là ông là ông Trần Thế Vinh. Vâng, anh anh yeah. thấy cái đó làm sao thế? Thì, uh, thưa anh cường cũng như là thưa quý vị là ngày mùng 9 tháng 4 năm 72 thì uh, chúng tôi được lệnh tiếp viện cho căn cứ Phượng Hoàng do một trung đội của tiểu đoàn 6 thủy quân lục chiến bị tiểu đoàn trừ của Việt Cộng nó tấn công và nó áp đảo. Thì khi tôi ra đó thì tôi thanh toán xong cái mục tiêu. Thì lúc 10 giờ 30 thì ông đại tá Ngô Văn Định ông nói tôi là mày mở máy ra liên lạc F, hệ thống FM với lại tay không quân thì tôi mở máy ra tôi liên lạc thì tôi hỏi ông không quân lúc nào tôi chưa biết là Trần Thế Vinh bây giờ ông đánh chi thế nào thì ông kia ông nói là tôi bay từ bờ biển vô và đánh cả phía tây thì tôi nói là nếu anh đánh anh bay như vậy thì máy phòng không nó bắn anh nguy hiểm lắm thì tôi nghe duy nhất là câu ở trên đó là không kịp rồi ông ơi thì vừa bay vô thì SAT-7 bắn cắt đôi cái Skyrider của bạn nó ra buổi tối tôi nghe chương trình giả lan thì tôi biết cái người đó cái người mà buổi sáng tôi đi kiếm xác gần hai tiếng đồng hồ đó là anh hùng diệt tăng của không quân là đại úy trần thế vinh còn cái lực lượng của anh anh có chạm địch gì ở dưới đất không thưa anh trong lúc mà anh đi tìm Cái 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 cái, 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 cái thì vâng thì anh như thế này đầu tiên ra đó là khi chúng tôi đến căn cứ vượng hoàng thì đã có hai cái xe tăng địch bị đứt xích và một một cái còn nổ máy trên đường tôi về lại căn cứ ái tử thì địch với cái chiến thuật là công đồn đả viện tất cả mũi súng của địch hướng về ái tử hết và tôi đi phía sau đó thì nói xin lỗi anh mình bắn bia như thế nào thì cái trận đó chúng tôi bắn bia như vậy cái đó là yếu tố may mắn và đến 4 giờ 30 thì trung tướng hoàng xuân lãm ông đến ngay thị xã thưởng cho tôi 60 000 ngàn về tịch thu được ba cái chiến xa của việt cộng và cũng nói riêng với anh một chút anh diện là ông nói với tôi là Kỳ này tôi thưởng cho đại úy cái đệ ngũ đảng bảo Quốc văn Trương và cái đệ ngũ bằng đầu quân Trương đã được tổng thống gắn ngày 28 tháng 5 tại Huế. Tôi cảm ơn anh Duật đã cho tôi cái cơ hội hỏi anh về những cái câu chuyện về thủy quân lục chiến. Xin cảm ơn anh Nhung Cường. Tuy nhiên tôi xin phép được nói một cái như thế này. Mình dùng cái ngày 30 tháng 4 này để nhắc nhở tất cả các anh em trong quân lực Việt Nam Cộng hòa hãy tiếp tục tiếp tục và tiếp tục giữ cái quan niệm bảo quốc an dân của mình để mong ngày bình quang trở về cho quân đội Việt Nam Cộng hòa. Xin cảm ơn anh Nhung Cường và xin kính chào quý khán giả. Sự, cảm ơn. À. Tiếp theo, quý Châu xin kính mời quý vị theo dõi công ty Apollo của Đức đã thử nghiệm thành công máy bay Volocopter. Kính mời quý vị theo dõi. Theo nguồn tin Fox News cho biết, công ty Evolo tại Đức sau nhiều lần bay thử nghiệm chiếc trực thăng Volocopter V200, 18 cánh quạt, không người lái. Với sự kiểm soát từ xa thành công, hôm 30 tháng 3 vừa qua thì công ty này quyết định thực hiện chuyến bay đầu tiên có người lái tại miền Nam Đức Đức. Mà người tham dự thử nghiệm đầu tiên này chính là tổng giám đốc công ty Evolo, ông Alexander Sozel. Chiếc trực thăng này nặng 450 kg, tức là khoảng 992 pound với hai chỗ ngồi. Máy bay mới của Evolo có thể bay trong vòng 20 phút ở độ cao 6.500 feet và di chuyển với tốc độ tối đa là 100 km, tức là 62 mao một giờ. Ông Alexander Sjöseo cho biết công ty với kế hoạch sẽ sản xuất một số lượng lớn Volocopter với ý định bước vào thị trường phương tiện bay thể thao và dịch vụ taxi trên không. Công ty khẳng định chiếc multicopter của họ cực nhẹ và vận hành hoàn toàn bằng điện nên không phát ra khí thải. Ngoài ra, Volocopter rất dễ lái so với các loại máy bay trực thăng khác, nên kể cả những phi công không chuyên nghiệp vẫn có thể điều khiển được. Và ông cũng cho biết thêm rằng, hiện nay đã có rất nhiều đơn đặt mua Volocopter từ khắp nơi trên thế giới. Kính thưa quý vị, đến đây chương trình phát hình của SVTN Washington DC xin được chấm dứt. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Kính chúc quý vị những giờ phút còn lại của ngày hôm nay thật an bình và hạnh phúc chúng tôi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào kỳ phát hình lần tới